Đào Hữu Quý đến từ Midas Warrior đã có gần 2 năm bước sang con đường MMA và bắt đầu có những tình huống khiêu khích của võ sĩ đến từ Hà Đông Fighter Union đối với Đào Hữu Quý. Đào Hữu Quý ở tuổi 39 đang thi đấu tương đối chậm rãi, bình tĩnh và không để cho đòn khiêu khích của đối thủ làm mình bị mắc bẫy. Một phong thái rất tự tin bước ra khu vực chuẩn bị khi mà anh vẫn đang đeo tai nghe, một chiếc tai nghe AirPods. Hãy cùng xem là liệu rằng âm nhạc trước khi diễn ra trận đấu này có đem lại chiến thắng dành cho Trịnh Văn Tú hay không. Một thành viên của Hà Đông Fighter Union Hà Nội, anh sinh năm 2000 với chiều cao 1m63 và sải tay 163cm. Với tất cả quý vị đang theo dõi các hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, chúng ta đã được nhìn những thông số liên quan đến chiều cao, cân nặng của hai võ sĩ này. Tất cả đều đang rất nóng lòng để chờ đợi cuộc đấu có thể diễn ra. Nhưng bây giờ, hãy cùng đến với trọng tài đài sẽ điều khiển trận đấu này. Xin giới thiệu trọng tài đài Nguyễn Khánh Nguyên. Vẫn là hạng cân 56kg. Và tiếp theo chúng ta đến với trận đấu của hai nam võ sĩ, đó là Trịnh Văn Tú đại diện ở góc đài xanh đến từ Hà Đông Fighter Union và đối thủ của anh Đào Hữu Quý của Midas Warriors. Trịnh Văn Tú là võ sĩ có sở trường Muay Thái và Jiu-Jitsu rất toàn diện. Ngày hôm nay thì Trịnh Văn Tú sẽ đối đầu với võ sĩ nhiều kinh nghiệm là Hữu Quý, võ sĩ năm nay 39 tuổi. Vâng, 16 tuổi là khoảng cách giữa hai võ sĩ đang trên lồng bát giác. Đào Hữu Quý đến từ Midas Warriors rất tự tin, chúng ta thấy được sự tự tin của Trịnh Văn Tú. Trịnh Văn Tú đã có 7 năm tập luyện ngoài và đã có gần 2 năm bước sang con đường MMA và bắt đầu có những tình huống khiêu khích của võ sĩ đến từ Hà Đông Fighter Union đối với Đào Hữu Quý. Đào Hữu Quý ở tuổi 39 đang thi đấu tương đối chậm rãi, bình tĩnh và không để cho đòn khiêu khích của đối thủ làm mình bị mắc bẫy. Cả Văn Tú và Hữu Quý đều nhập cuộc từ đối thận trọng. Đương nhiên là sức trẻ sẽ giúp cho Văn Tú có lợi thế trong tình huống di chuyển. Văn Tú đang là võ sĩ di chuyển nhiều hơn và tung ra nhiều đòn đánh hơn. Nhưng phải nói rằng kinh nghiệm của Đào Hữu Quý đang giúp cho anh duy trì một cự ly rất tốt để không nhận những đòn đánh tới từ đối thủ. Trọng tài đài Khánh Nguyên vừa yêu cầu hai võ sĩ tích cực tấn công. Body kick của Hữu Quý vẫn rất chậm rãi. Bất chấp những khiêu khích tới từ Văn Tú thì Hữu Quý vẫn đang rất bình tĩnh. Vừa rồi là một tình huống uppercut, nhưng đó là pha xử lý không thực sự dứt khoát. Liên tiếp là những đòn phá trụ tới từ Trịnh Văn Tú. Rất nặng những đòn outside leg kick của Trịnh Văn Tú, thực sự đang gây khó khăn cho Hữu Quý.
và knock out rồi. Chiến thắng knock out cho Trịnh Văn Tú, chiến thắng knock out cực kỳ ấn tượng với một cú móc phải. Đào Huy Quý đã duy trì khoảng cách trong phần lớn thời gian hiệp đấu, nhưng khi mà anh không còn giữ được sự bình tĩnh của mình nữa cũng là lúc mà võ sĩ 39 tuổi để lộ ra quá nhiều những sai lầm và sơ hở của anh đã phải nhận một cái giá cực đắt với đòn knock out, một tình huống tay sau rất nặng, một tình huống xử lý chính xác của võ sĩ sinh năm 2000 Trịnh Văn Tú. Trận đấu đầu tiên tại ngày thi đấu MMA Lion Championship 2023 kết thúc sớm. Chúng ta cùng xem lại cú overhand tuyệt vời đến từ Trịnh Văn Tú, rất nặng. Trọng tài Đài Khánh Nguyên đã cho dừng trận đấu rất đúng lúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã có chiến thắng knock out đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và không có lý do gì mà không dành một tràng tay để cùng chúc mừng cho võ sĩ ở góc đài xanh, Trịnh Văn Tú. Rất cảm ơn Đào Hữu Quý đã đến với một sân chơi chuyên nghiệp dành cho những võ sĩ MMA Lion Championship 2023. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng một lần nữa theo dõi lại những hình ảnh của trận đấu này. Một trận đấu được diễn ra và kết thúc rất nhanh chóng.